Chiều ngày 3 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 13 học sinh đang biểu diễn văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội thì mái hiên bất ngờ đổ sập xuống khu vực gần sân khấu, nơi các học sinh đang múa. Tối cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ xác nhận sự việc và cho biết có 6 trẻ bị thương nhẹ. Các em được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ để sơ cứu. Theo vị lãnh đạo, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa nhiều, phần vữa của nhà văn hóa bị chóc, rơi xuống phần mái hiên rồi đổ sập xuống khu vực các em học sinh đang biểu diễn văn nghệ. Lãnh đạo bệnh viện đa khoa Phúc Thọ cho biết, khoảng 16 giờ, bệnh viện tiếp nhận 6 học sinh trong tình trạng tỉnh táo, bị xây xước phần tay, chân, tuy nhiên, không có chấn thương nặng. Các bác sĩ đã kiểm tra, xử lý vết thương cho trẻ. Hiện nay, các cháu đang được theo dõi tại khoa ngoại, bệnh viện đa khoa Phúc Thọ, vị lãnh đạo bệnh viện nói và cho biết, tình trạng sức khỏe của các học sinh ổn định, tỉnh táo và tiếp xúc tốt.